Thánh Cha kích hoạt dự án Supernance các siêu sơ. Sáng thứ Bảy 8 tháng 2, tại Thư viện Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một số thành viên của mạng lưới Talitacum và tổ chức Galileo để khởi động dự án Supernance nhằm mục đích gây quỹ cho các nữ tu tham gia công việc giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người. Với một cú click, Đức Thánh Cha đã kích hoạt Supernance, các siêu sơ, một dự án hoạt động trên nền tảng patreon dự án được mạng lưới talitakum mạng lưới quốc tế của các nữ tu dấn thân bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người phát động và được tổ chức galileo bảo trợ với sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ đường phố khác nhau bao gồm stephen power hay còn gọi là expo một nghệ sĩ người mỹ vẽ tranh phun sơn và lazy matsumoto người tiên phong của hoạt hình Nhật Bản. Supernance, các siêu sơ, giải thích về sáng kiến Supernance, sơ Gabriel Botany, điều phối viên của mạng lưới Talitakum, cho biết nó xuất phát từ đề xướng của ông John McCaffrey, một người hoạt động cho tổ chức Galileo. Ông McCaffrey có tương quan với công ty truyền thông lớn Edelman Company của Hoa Kỳ, Ông biết về hoạt động của công ty và biết là mỗi năm công ty sử dụng một phần tài chính của mình cho các doanh nghiệp xã hội và ông đã đề nghị họ xem xét tài trợ cho Talitakum và công việc của các nữ tu chống lại nạn buôn người. Cuộc gặp gỡ với công ty Edenman đã hình thành dự án này với mục đích làm cho vấn đề buôn người được biết đến bởi nhiều người mới hơn trên toàn thế giới những nữ tu không sợ hãi. Sir Pat Murray, tổng thư ký của Liên Hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nữ thế giới, giải thích với Radio Vatican rằng những gì dự án này cần là sử dụng tác phẩm của các họa sĩ, những người nổi tiếng trong thế giới truyền tranh để tạo ra hình ảnh của các nữ tu và công việc của họ. Chúng tôi gọi họ là Supernance, các siêu sơ bởi vì những gì họ làm là công việc phi thường công việc rất âm thầm công việc khá nguy hiểm nơi họ giải cứu các nạn nhân là các phụ nữ đàn ông và trẻ em sau đó che chở và rồi có một quá trình phục hồi và giúp các nạn nhân hòa nhập lại với xã hội spade cho biết là các tác phẩm nghệ thuật sẽ được đưa lên các mạng xã hội để mọi người có thể xem đặc biệt có một bức tường lớn ở New York đã được vẽ những hình ảnh đầu tiên này. Những hình ảnh này nói với mọi người, nhưng đặc biệt với người trẻ, những người rất ý thức về toàn bộ thế giới truyện tranh và hình ảnh truyện tranh.